Xin được chia sẻ đến các bác những cái công dụng tuyệt vời của lá vối giúp cho tăng cường sức khỏe và chữa vô số bệnh mà rất nhiều người lại không biết đến điều này. Và cũng xin được chia sẻ đến các bác, nếu bác nào thường xuyên uống lá vối thì cần phải biết ngay cái điều cấm kỵ này, nếu không lá vối cũng có thể trở thành thuốc độc các bác nhé. Vâng, xin kính chào quý cô bác anh chị, rất vui được gặp lại quý cô bác anh chị trên kênh Sức Khỏe Đời Sống HDT3. Và thưa với lại quý cô bác anh chị, thì trong video này tôi xin được chia sẻ đến các bác một trong những cái loại lá cây mà dân gian ta từ xưa đến nay đã sử dụng. Nó giống như là một trong những vị thuốc, cũng như là đây là một trong những cái loại lá mà giúp tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, và đặc biệt là còn giúp cho chữa được vô số bệnh các bác ạ, nhưng ít người biết đến điều này. Và đó chính là lá vối. Và thưa với lại các bác, thì phần thứ hai trong video này tôi xin được chia sẻ đến các bác những cái tác hại của lá vối, nếu như chúng ta không biết sử dụng hay là sử dụng sai cách có thể đem đến những cái vấn đề hậu quả không hề mong muốn một chút nào. Vâng, và ngay bây giờ mời các bác chúng ta cùng tìm hiểu để hiểu hơn về cây lá vối, cũng như là biết cái cách sử dụng nó đem lại những cái hiệu quả cao nhất các bác nhé. Vâng, và thưa với lại các bác, thì đầu tiên tôi xin được chia sẻ đến những cái công dụng tuyệt vời của lá vối mà tôi biết rằng có ít người biết đến những công dụng này. Hầu hết chúng ta chỉ thấy rằng các ông các bà nhà mình cứ lấy về uống thôi, và ít người biết rằng cái lá vối nó tốt. Những cái thứ gì mà càng ít chế biến, càng ít tác động thì nó sẽ càng tốt. Đặc biệt là lá vối này thì gần như chẳng có ai đem lá vối về sao hay là về chế biến ra cái thứ khác cả. Nhưng chè thì có thể người ta sẽ sử dụng những cái thứ này thứ nọ để phun, để tưới hoặc là để sao. Nhưng cây lá vối thì gần như chẳng có ai tác động gì vào nó cả. Bởi vậy mà lá vối là một trong những loại lá nước uống vô cùng sạch, vô cùng tốt các bác nha. Vâng, và thưa với lại các bác, thì lá vối có những công dụng tuyệt vời như thế này này các bác này. Thứ nhất là nếu như những bác nào bị bệnh gút nha, thì hãy nên thường xuyên sử dụng lá vối, sẽ giúp cho các bác đẩy lùi được căn bệnh gút này. Không những là cái lá vối này có tác dụng với bệnh gút đâu, nó còn giúp cho các bác phòng ngừa căn bệnh này nữa. Bởi vậy nếu những ai mà có những cái tình trạng như là thừa cân hoặc là có những vấn đề liên quan đến sức khỏe thì các bác có thể thường xuyên sử dụng lá vối, sẽ đem lại những công dụng rất tuyệt vời. Thứ hai là thưa với quý cô bác anh chị, lá vối có tác dụng điều trị tiểu đường, cũng như là những ai mà mong muốn mình có sức khỏe tốt mà không mắc phải cái căn bệnh tiểu đường thì các bác có thể thường xuyên sử dụng lá vối, sẽ đem lại những công dụng rất tuyệt vời. Vì theo những nghiên cứu, người ta cho thấy rằng cái lá vối này nó có những cái chất để kháng lại cái căn bệnh tiểu đường, tăng cường cái insulin cho cơ thể, từ đó thì có thể giúp cho những người mắc căn bệnh tiểu đường này, cơ thể có thể tự điều chỉnh và tăng cường những cái hệ miễn dịch, giúp cho những người nào bị bệnh tiểu đường này sẽ hạn chế được căn bệnh của mình các bác nhá. Thứ ba, thưa với quý cô bác anh chị, lá vối rất là tốt đối với đường tiêu hóa. Các bác có thể biết rằng cái lá vối nó thường hay có cái vị chát đúng không ạ? Vị chát, chính vì nó có cái vị chát và vị ngọt hậu khi mà chúng ta sử dụng ấy, nó chính là những cái chất giúp cho cái đường tiêu hóa của chúng ta tốt lên. Những ai mà thường xuyên bị những cái vấn đề như là đi ngoài vặt hoặc là hay đau bụng âm ỉ thì hãy thường xuyên sử dụng lá vối, sẽ đem lại những công dụng rất tuyệt vời các bác nha. Và đặc biệt nữa là nếu những bác nào bị đại tràng hoặc là viêm đại tràng thì không thể không nhắc đến cái lá vối này, vì lá vối có tác dụng điều chỉnh và cũng như là giúp cho những người bị liên quan đến căn bệnh đại tràng ấy chữa được rất là nhanh các bác nha. Thứ tư là thưa với quý cô bác anh chị, lá vối có tác dụng chữa được những căn bệnh ngoài da. Vâng, nếu những bác nào thường xuyên uống lá vối sẽ giúp cho cái cơ thể có một hệ miễn dịch rất là tốt, từ đó cũng sẽ khiến cho các bác ít khi bị mắc phải những căn bệnh ngoài da, rất là tuyệt vời các bác ạ. Và đặc biệt nữa đó là cái cách để sử dụng, nếu những bác nào bị ngứa, nổi mề đay ngoài da có thể sử dụng lá vối tươi hoặc là cả hoa vối, đem giã nát rồi là vắt lấy nước xoa lên chỗ bị ngứa hoặc bị nổi mề đay, bị viêm đó, sẽ rất là nhanh chóng khỏi cái chứng này và làm lành các bác ạ. Và không những như thế thì lá vối còn là một trong những cái loại nước uống có thể thanh lọc giải nhiệt cho cơ thể rất là tuyệt vời. Bởi vậy mà đặc biệt là các cụ ta từ xưa đến nay hay sử dụng lá vối uống vào mùa hè các bác ạ, nên là sẽ giúp cho chúng ta giải nhiệt cơ thể rất là hay đấy các bác nha. Vâng, và thưa với lại quý cô bác anh chị, ngoài những công dụng rất là tốt, rất là tuyệt vời của lá vối thì lá vối cũng là một trong những loại đồ uống, nếu như chúng ta không biết cách sử dụng có thể trở thành thuốc độc. Nên là nếu bác nào mà đang sử dụng lá vối thì hãy cần phải thi lưu ý để chúng ta sử dụng lá vối giúp sao cho sức khỏe chúng ta được tốt lên, chứ không thì có thể gây hại đến sức khỏe các bác nhé.
Thứ nhất là thưa với lại quý cô bác anh chị, với lá vối là chúng ta nên không nên sử dụng lá vối tươi, vì sử dụng lá vối tươi có thể gây ra những vấn đề ngộ độc cơ thể. Nếu như người nào bị nhẹ thì có thể gây ra cồn cào, ruột gan và hoa mắt chóng mặt. Còn với những người nào bị nặng có thể gây đến những vấn đề như buồn nôn, khó thở hay là đi ngoài. Bởi vậy nếu những bác nào mà hay sử dụng lá vối tươi thì chúng ta nên hạn chế, vì nếu chúng ta sử dụng lá vối tươi và với mức độ nhiều nó sẽ dễ gây ra những cái ngộ độc không mong muốn các bác nha. Và đặc biệt là những người nào chưa tiếp xúc với lá vối bao giờ mà lại uống ngay cái lúc nước lá vối tươi thì có thể dẫn đến những vấn đề đó. Bởi vậy các bác hãy lưu ý nhé. Thứ hai là thưa với quý cô bác anh chị là không sử dụng nước lá vối, kể cả lá vối tươi hay lá vối khô khi mà bụng đói. Vì thưa với lại các bác, tất cả những loại đồ uống mà có vị đắng ấy, chúng ta hay sử dụng vào lúc đói thì sẽ gây ra những vấn đề cồn cào ruột gan. Và đây cũng chính là những cái vấn đề mà lá vối có thể đem lại với những người nào mà đang bụng đói sử dụng lá vối các bác ạ. Thưa với quý cô bác anh chị, thứ ba đó là với những người nào đang sử dụng thuốc Tây hoặc là thuốc Nam, cũng như là những người nào đang trong quá trình điều trị bệnh trong cơ thể, thì chúng ta không nên sử dụng lá vối. Vì rất có thể khi sử dụng lá vối, nước lá vối đó, thì có thể gây đến những cái tác dụng phản kháng với lại những cái chất trong có trong thuốc Tây hoặc là trong những loại thuốc điều trị bệnh của chính bản thân các bác. Bởi vậy nếu bác nào đang điều trị bệnh là chúng ta lưu ý là ta không có uống những cái loại đồ uống khác ngoài những cái loại đồ uống mà ta đang điều trị bệnh. Thay vào đó thì các bác chỉ nên sử dụng nước lọc thôi các bác nhé. Và thưa với lại quý cô bác anh chị, thứ tư đó là phụ nữ mang bầu hoặc là trẻ nhỏ. Với những người nào đang là phụ nữ mang bầu thì chúng ta không nên sử dụng lá vối, vì đôi khi sử dụng lá vối đối với nhiều người có thể gây ra những vấn đề ảnh hưởng đến thai nhi, gây cồn cào ruột gan, cũng như là dẫn đến những cái vấn đề là sảy thai. Thưa với lại các bác thì theo những nghiên cứu người ta cho thấy rằng trẻ nhỏ dưới 12 tuổi cũng không nên sử dụng lá vối, vì khi mà trẻ nhỏ lúc này hệ tiêu hóa vẫn chưa được hoàn chỉnh, khi mà sử dụng lá vối rất có thể gây đến những cái vấn đề như là bị cồn cào ruột gan hoặc là bị ngộ độc mà trong dân gian ta hay gọi là say lá vối đấy các bác ạ. Các bác hãy lưu ý nhé. Và thưa với quý cô bác anh chị, thứ năm đó là không nên sử dụng lá vối quá nhiều hoặc là uống quá đặc. Và thưa với lại các bác, tất cả những cái đồ uống hay là những cái đồ ăn gì chúng ta sử dụng quá nhiều đều không tốt, đặc biệt là với lá vối thì cũng là như vậy. Nếu các bác thường xuyên sử dụng mà sử dụng nhiều quá thì cũng đem lại những cái hậu quả không mong muốn. Bởi vậy các bác hãy lưu ý là dùng bất cứ thứ gì ta cũng dùng một cái lượng nó vừa đủ thôi, nó sẽ đem lại cái công dụng tốt. Còn nếu chúng ta dùng quá thì có thể nó sẽ không có những tác dụng tốt đâu, nó lại gây ra những cái tác dụng phụ hoặc là đem ngược lại những tác dụng mà chúng ta mong muốn. Và thưa với lại các bác, lá vối cũng là một trong những cái loại nước uống mà rất nhiều người thích cái vị đắng của nó và pha rất là đặc. Bởi vậy mà có thể người quen thì không sao, nhưng những cái người nào chưa quen mà uống vào thì có thể bị dẫn đến tình trạng gọi là say lá vối, và từ đó thì dẫn đến những cái vấn đề như là bị rối loạn tiêu hóa này, hoặc là gây ra buồn nôn, hoa mắt chóng mặt này. Bởi vậy các bác hãy lưu ý nha. Vâng, và thưa với lại các bác thì tôi xin được chia sẻ đến các bác cái cách để sử dụng lá vối đem hiệu quả cao nhất. Đó là chúng ta hãy đi chặt lá vối tươi, đem về rửa sạch, rồi sau đó thì móc cả cành lên để phơi cho nó khô. Và sau khi lá vối khô thì ta có thể là vặt từng lá, sau đó thì bỏ vào những cái dụng cụ để chúng ta có thể cất đi trong túi bóng, hoặc là cho vào những cái loại có thể hũ như là hũ đựng chè đấy, rồi hũ đầm ấy, để chúng ta pha. Mỗi một lần pha thì chúng ta cũng chỉ pha một cái lượng vừa phải thôi, có thể là từ 1 đến 2 cái lá vối cho khoảng tầm 1 lít đến 1 lít rưỡi nước, chứ không nên uống quá đặc. Nếu ta uống quá đặc có thể gây đến những cái tình trạng không mong muốn như tôi vừa chia sẻ đến các bác. Vâng, và nếu bác nào đang xem video, thấy video có hữu ích thì đừng quên là hãy chia sẻ nó cho nhiều người được biết. Vì tôi biết rằng có rất nhiều người sử dụng lá vối nhưng không biết rằng cái lá vối nó có những công dụng gì. Các bác hãy chia sẻ cho nhiều người được biết các bác nhé. Và đừng quên là hãy dí vào nút đăng ký nếu như cái nút đăng ký của các bác còn đang hiện màu đỏ. Và nhớ hãy dí vào nút chuông vì tôi sẽ còn quay trở lại với các bác với rất là nhiều những video bổ ích khác nữa. Và bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau ạ.